Minh Khoa đã cho Tự Do xin kính chào quý khán thính giả. Sau đây là điểm tin ngày 8 tháng 3 năm 2024. RFA và Văn bút quốc tế kêu gọi trả tự do cho blogger Nguyễn Vũ Bình. Kêu gọi chính phủ trả tự do cho nữ tù nhân lương tâm nhân ngày 8 tháng 3. Đắk Lắk, ba tín đồ hội thánh Tin Lành Tư Gia Độc Lập bị tạm giữ không rõ nguyên nhân. Bí thư và chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ. Cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và chủ tịch Ủy ban nhân dân bị bắt. Ban cán sự Đảng bộ Lao động Thương binh và Xã hội phải chịu kỷ luật do liên quan AIC. Đài Á Châu Tự Do và tổ chức Văn bút quốc tế lên án mạnh mẽ vụ bắt giữ gần đây đối với blogger Nguyễn Vũ Bình. Việc bắt giữ ông theo điều 117 là một ví dụ khác về việc Việt Nam nhắm mục tiêu không công bằng vào các nhà báo độc lập và đe dọa trắng trợn họ. Tuyên bố của hai tổ chức đưa ra hôm 7 tháng 3 sau khi Công an Hà Nội xác nhận với báo giới trong nước về việc đã bắt giữ hai nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng vào ngày 29 tháng 2 là Nguyễn Chí Tuyến và Nguyễn Vũ Bình để điều tra với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Ông Bình là một blogger đóng góp các bài viết cho trang blog của Ban Tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do và là hội viên danh dự của một số trung tâm văn bút. Vụ án của ông ta cần được chú ý một cách xác đáng và chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chúng tôi lên án vụ bắt giữ ông ấy. RFA và Văn bút quốc tế kiên quyết ủng hộ các quyền tự do ngôn luận được đảm bảo như được quy định trong điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Chúng tôi yêu cầu hủy bỏ cáo buộc đối với Nguyễn Vũ Bình và kêu gọi thả ông ta ngay lập tức. Tuyên bố của bà Bay Phan, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành RFA và chủ tịch Văn bút quốc tế Berhan Sonmez nhấn mạnh, đây không phải là lần đầu tiên ông Nguyễn Vũ Bình phải đối mặt với sự đối xử khắc nghiệt như vậy khi làm công việc truyền tải thông tin. Năm 2002, sau khi cung cấp lời khai bằng văn bản cho Quốc hội Hoa Kỳ về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, ông bị bắt và bị kết án 7 năm tù với tội danh gián điệp trước khi được thả ra vào năm 2007 theo lệnh ân xá của Chủ tịch nước. Năm 2015, ông là một trong 12 blogger và nhà hoạt động nhân quyền bị công an mặc thường phục chặn bắt và đánh đập ở Hà Nội. Ông hai lần nhận được giải thưởng danh giá Helmut Handmade cho nhà văn, một giải thưởng tôn vinh các nhà văn đang bị đàn áp chính trị, cho thấy công việc viết blog của ông Nguyễn Vũ Bình là rất quan trọng. Một tổ chức nhân quyền ở hải ngoại nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 ra lời kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả nữ tù nhân lương tâm đang bị giam cầm vì thực hành các quyền tự do một cách ôn hòa. Trong thông cáo phát hành tại Paris, tổ chức Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Vietnam Committee on Human Rights, VCHR, cho biết tiếng nói của những người phụ nữ kêu gọi thay đổi ở Việt Nam đang bị đàn áp một cách có hệ thống và tùy tiện. Trong khi cả thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ và chính phủ Việt Nam nỗ lực tranh cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028. Thông cáo viết, VCHR hôm nay mong muốn tri ân hàng chục phụ nữ đang mòn mỏi trong các nhà tù ở Việt Nam vì những hoạt động nhân quyền của họ, cũng như hàng trăm người vợ, người mẹ và con gái của các tù nhân lương tâm, những người phải đối mặt với sự quấy rối và đe dọa khi họ phải vật lộn để nuôi sống gia đình và chu cấp cho những người thân yêu của mình, phần lớn đang bị giam cầm cách xa nhà hàng trăm km. Bà Trịnh Thị Nhung, vợ tù nhân lương tâm Bùi Văn Thuận, nói với RFA. Ước muốn lớn nhất của tôi vào ngày 8 tháng 3 là chồng tôi sẽ được thả tự do và tất cả những người tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị khác cũng sẽ được thả tự do, sớm đoàn tụ với gia đình. Theo tổ chức có trụ sở ở Pháp, Việt Nam hiện đang giam giữ hơn 200 tù nhân lương tâm, trong đó có hơn 30 người là phụ nữ. Tiêu biểu trong số đó là Phạm Đoan Trang, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thúy Hạnh, Đinh Thị Thu Thủy, Trần Thị Tuyết Diệu, Ngô Thị Tố Nhiên, Hoàng Thị Minh Hồng và Trần Thị Xuân. Thông cáo nói rõ, những phụ nữ này bị kết tội vì bị cho rằng đe dọa an ninh quốc gia hoặc gây tổn hại cho quốc gia. Nhưng trên thực tế, việc bắt giữ và truy tố họ vi phạm Hiến pháp Việt Nam, luật pháp quốc gia và luật nhân quyền quốc tế chỉ vì họ đấu tranh ôn hòa cho các quyền cơ bản, công bằng xã hội và môi trường trong sạch, lành mạnh. Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ 3 tín đồ của Hội Thánh Tin Lành Tư Gia Độc Lập ở huyện Chư Quynh đã 3 ngày nhưng không thông báo gì cho gia đình của họ. Cả 3 là người dân tộc ED, có hộ khẩu thường trú tại Buôn Ea Khiết, xã Ea Bờ Hốc, làm công nhân cho công ty Kuka Home Việt Nam, chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước từ nhiều năm nay và ở trọ gần đó.
Ngày 7 tháng 3, mục sư Ikhen Buôn Đáp cho Đài Á Châu Tự Do biết ba người bị bắt giữ là người trong gia đình của ông, bao gồm em trai ruột Y Quý Bờ Đáp, sinh năm 1982, con trai Y Nam Buôn Krông, sinh năm 1998, và cháu trai Y Kích Buôn Krông, sinh năm 1998. Ông nói qua điện thoại. Lúc 10 giờ đêm, ngày 5 tháng 3, có công an Đắk Lắk và công an Bình Phước đến phòng trọ điều tra căn cước và lục soát chỗ ở của họ. Đến sáng ngày 6 tháng 3, lúc 10 giờ sáng, công an đến tại công ty nơi làm việc và bắt áp giải ba người đang khi làm việc không có lý do hay giấy triệu tập. Phóng viên không thể liên lạc được với giám đốc và công nhân của công ty Kuka Home Việt Nam theo số điện thoại mục sư Ikhen Buôn Đáp cung cấp. Phóng viên cũng gọi điện cho công an huyện Chư Quyên và công an tỉnh Đắk Lắk để kiểm chứng thông tin về vụ bắt giữ, nhưng người trực điện thoại yêu cầu đến trụ sở cơ quan để được lãnh đạo cung cấp thông tin. Mục sư Ikhen Buôn Đáp cho biết, ngày 7 tháng 3, gia đình lên Ủy ban Nhân dân và công an xã Iha Bhok để hỏi thông tin về người thân, nhưng họ trả lời không biết. Cho đến trưa ngày 8 tháng 3, tung tích của ba người này vẫn chưa được làm rõ, khiến gia đình rất lo lắng. Ông Ikhen Buôn Đáp nói, hiện nay công an bắt thẩm vấn ở đâu, gia đình tôi chưa biết. Gia đình chúng tôi đang sốt ruột, lo lắng vì công an bắt không báo với vợ con gia đình chúng tôi biết. Cho đến hôm nay chưa biết tạm giữ ở đâu, người nhà và bạn bè hỏi công ty báo rằng công an áp giải đi rồi, chưa về. Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc bà Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành vào ngày 8 tháng 3 bị bắt về tội nhận hối lộ. Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam cho biết vào ngày 7 tháng 3 quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với hai quan chức tỉnh Vĩnh Phúc vừa nêu và một số người khác. Các biện pháp được tiến hành từ việc mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do ông Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị liên quan. Theo lời khai của ông Nguyễn Văn Hậu, người bị bắt hồi tháng 2 vừa qua, và những người liên quan cùng tài liệu có được, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan. Ngoài bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành, những người còn lại gồm các ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp, nguyên phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi, ông Phạm Ngọc Thủy, phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi, nguyên trưởng phòng kỹ thuật và chất lượng Sở Giao thông Vận tải, ông Lê Quốc Đạt, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên trưởng phòng quản lý đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi và ông Phạm Ngọc Cương, phó tổng giám đốc tập đoàn Phúc Sơn. Những người này cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222 Bộ luật hình sự. Trong cùng vụ vừa nêu, ông Cao Khoa, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, vào ngày 7 tháng 3 bị khởi tố và bị bắt giam theo cáo buộc nhận hối lộ. Sang ngày 8 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh cũng bị bắt với cùng tội danh. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 thuộc Bộ Công an Việt Nam ngày 7 tháng 3 ra những quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Cao Khoa như vừa nêu, theo điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017. Những quyết định của C03 đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Sang trưa ngày 8 tháng 3, truyền thông nhà nước loan tin tại khu vực nhà ông Cao Khoa ở đường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi xuất hiện nhiều xe công vụ mang biển xanh cùng công an. Một số cán bộ công an được ghi nhận đi vào bên trong tư gia ông Cao Khoa. Ông Cao Khoa sinh năm 1954, từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 11, nhiệm kỳ 2011-2016. Vào ngày 22 tháng 7 năm 2014, ông này bị miễn nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và được nghỉ hưu theo chế độ. Vào ngày 25 tháng 2 vừa qua,
C03 gửi công văn cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị cung cấp và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp các thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đầu tư, xây dựng, kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế, thanh tra, kiểm tra. Các dự án, công trình do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên làm chủ đầu tư thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, ông Nguyễn Văn Hậu, vào ngày 26 tháng 2 bị bắt giam theo cáo buộc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kiểm điểm xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các đảng viên có vi phạm liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC của Chủ tịch đang bỏ trốn Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Yêu cầu vừa nêu được Ủy ban Kiểm tra Trung ương thống nhất tại cuộc họp kỳ thứ 37 diễn ra từ ngày 6 tháng 3 đến 8 tháng 3. Ủy ban này kết luận rằng Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã vi phạm nguyên tắc tập trung, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để bộ này và một số tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tham mưu, thực hiện cơ chế chính sách về lĩnh vực đào tạo nghề, trong thực hiện các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện. Trách nhiệm đối với những vi phạm vừa nêu bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quy cho Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh Xã hội các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các ông bà Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Phạm Thị Hải Chuyên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, các nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi, Huỳnh Văn Tý, Doãn Mậu Diệp, Lê Quân, ông Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, các nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Dương Đức Lân, Nguyễn Hồng Minh, ông Trương Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Phạm Quang Phụng, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Liên quan đến những vi phạm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin tuần sau. Chúc quý vị một buổi tối bình an.